Tùng giới thiệu các bạn đi, Tùng giới thiệu các bạn trình bày đi. Trình bày ý tưởng của Tùng đi. Tùng nhìn ở đây, Tùng mới chỉ các bạn, Tùng các bạn biết chứ. Đây này, hộ chúng kia kìa. Tùng đứng ở đấy, đây Tùng đứng ra đấy. Tùng giới thiệu các bạn đi. Cho các bạn cùng tham gia, cùng chiêm ngưỡng với. Còn cái gì nữa, Tùng giấu còn cái gì đặc biệt nữa. Còn có bay được không? Đánh nhau được không? Không, nó không đánh nhau. Nó chỉ đánh nó kế phật thôi. Với tưởng đến đây nó chỉ đánh tay mình chửi cho hùng ngủ. Cho nó tạo cho họ đánh. Mình chắc họ cũng có. Tưởng nói chậm thôi. Tưởng giới thiệu xem là có chân có những cái gì. Chân robot có những cái gì, chi tiết gì. Chân robot nó cái bay. Nó những chi tiết gì? Chi tiết sần sùi này là những cái gì đây? Chi tiết rồi rồi này là chỉ cái gì? Cho đường cái chân cho nó cái vật nó cho đến này cho nó bay nó cháy ăn thịt nó cái thế tăng tay để cho nó tải cho vỡ chúng đánh chết tải. Cái tay robot nó có những cái gì kia? Tay robot nó có những cái chúng với cả cái tay như nó là tay của tấm robot. Đầu robot đâu rồi? Đầu robot quay được không? Tùng có muốn chia sẻ gì các bạn không? Chia sẻ đánh nhau kiểu gì không? Tùng có giới thiệu các bạn cách lắp như nào không? Thế cái này là chi tiết này là chi tiết gì này? Cái là chi tiết tiếng nói như để cái bắt. Thế Tùng có muốn giới thiệu gì các bạn nữa không? Còn nữa, còn giới thiệu cái trung tâm này nữa. Nó bay lên à? Con cái đấy cái bảo vệ chân à?